chào, chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Giang Lo. Trong số ngày hôm nay, Giang sẽ đưa mọi người đến tham quan một căn nhà phố với diện tích 5x16m, được thiết kế với một trệt, hai lầu sân thượng, tổng cộng gồm 4 phòng ngủ, 5 phòng vệ sinh. Giá đang rao bán trên thị trường đó chính là 8.900.000.000. Căn nhà nằm trên trục đường Huỳnh Tấn Phát, trong khu nội bộ đường nhựa 8m, xe hơi thông thoáng, có công viên, có cổng bảo vệ 24/24. Trong tầm phân khúc giá đây thì đây là khu vực có thể là đáng sống bậc nhất ở khu vực nhà bè quận 7, nên quý cô chú và anh chị có thể xem xét và tham khảo thêm khu vực này nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết hơn. Mặt tiền của ngôi nhà được thiết kế theo kiểu nhà phố hiện đại. Như quý cô chú anh chị đã từng quan tâm hoặc là đã từng đi xem nhà khu vực nhà bè quận 7 thì cái mẫu nhà này rất quen thuộc, đúng không ạ? Mẫu nhà này được thiết kế rất đơn giản nè, nhưng nó mang thêm hơi thở của xu hướng hiện đại, được rất nhiều quý bạn trẻ, quý khách trẻ tuổi ưa chuộng, và quý cô chú lớn tuổi cũng rất là thích mẫu nhà này ạ. Phía trước hai cánh gà được sử dụng là loại đá hoa cương màu đen. Trước khi tiến vào bên trong, chúng ta sẽ có hai lớp cửa, lớp cửa ngoài là lớp cửa cuốn, lớp cửa bên trong là cửa nhôm sinh pha kính cường lực. Đây. Khu vực gian đen đứng đây đó chính là không gian đậu được một chiếc xe hơi. Giá bề ngang trên 5m, ta có thể đậu xe hơi một bên, bên đây cũng là đậu chiếc xe máy ạ. À. Khu vực đây có một hệ thống đèn led nè, và có một cái đèn chùm tạo cho không gian đây cũng khá là bắt mắt và có gì đó cũng rất là đặc biệt nha mọi người. Ở dưới nền được sử dụng là gạch 60, với cái màu này rất dễ lau chùi luôn, rất là sạch sẽ. Bây giờ cùng với Giang đi vào khu vực bên trong, là khu vực thể hiện vị thế và đẳng cấp của gia chủ nha, là không gian của phòng khách. Khu vực gian đen đứng đây đó chính là không gian của phòng khách của căn nhà, được trang bị đầy đủ các thiết bị nội thất như có bộ sofa nè. Đây, bộ sofa này màu da rất là rộng rãi luôn, màu này nó rất là nổi bật so với tổng thể toàn khu nha mọi người. Đó, chúng ta có thể ngồi đây xem tivi giải trí rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Vách thì sử dụng là nhựa lam giả gỗ với cái màu gỗ rất đặc trưng nè, có điểm nhấn và nổi bật là một bức tranh. Bức tranh này khung là màu vàng, kết hợp đó có đèn led, nó tô đậm thêm điểm nhấn. Khi mà chúng ta tổng thể nhìn vô, chúng ta thấy có một điểm nét rất là đặc biệt cho khu vực đây ạ. Ở trên trần đây sử dụng một hệ thống đèn led nè, chính giữa đó có một cái đèn chùm gồm 5 vòng tròn nè, rất là bắt mắt. Đối diện với bộ sofa đó chính là một hệ tủ. Hệ tủ đây chúng ta kết hợp vừa để tivi, và đây chúng ta có thể trang trí để những vật dụng đồ lưu niệm hoặc là những chai rượu của ông gia chủ á, ta cứ để đây à. Rất nhiều ngăn dưới đây cũng vậy, dưới đây ta cũng có nhiều ngăn nè, để tha hồ chúng ta để đồ nha mọi người. Có sẵn một tivi LG 65 inch. Cái vách đây được sử dụng là vách PVC kết hợp những đường chỉ vàng nè, tạo thêm điểm nhấn khu vực đây nha. Đa số khu vực nhà bè quận 7 các anh chị chủ đầu tư sử dụng góc chết của cầu thang, chúng ta để một hệ tủ đây ạ. Đây là một thiết kế khá là độc đáo và tinh tế nha mọi người. Tổng thể khu vực phòng khách đây với gam màu chủ đạo đó chính là màu trắng, màu vàng ở đèn, kết hợp đó có một cái hệ thống là bộ sofa màu da nè, vách thì sử dụng màu gỗ, làm cho tổng thể khu vực đây nó rất là nhẹ nhàng và ấm cúng, chắc chắn sẽ giúp cho mọi người có những giây phút giải trí cho người thân và bạn bè. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào không gian mà những chị em phụ nữ, quý bà nè đi xem nhà đặc biệt quan tâm, đó chính là không gian của phòng bếp. Đây, tiến vào ăn caramel ơi. Ngăn cách giữa khu vực phòng khách và phòng ăn đây đó chính là có một hệ tủ. Hệ tủ đây chúng ta để trên đó, hiện tại là anh chủ đầu tư đang trang trí những cây bông nha mọi người. Chúng ta hoặc mua về chúng ta có thêm đồ lưu niệm hoặc là chai rượu, chúng ta trang trí lên đây ạ. Đây rất là tiện dụng luôn. Nó cũng là rất riêng tư so với phòng ăn đây. Cái phòng ăn đây là có sẵn bộ bàn ăn 6 ghế. Được thiết kế thông minh nha, chúng ta có nhu cầu nên kéo ra nó sẽ rộng rãi hơn. Vách thì sử dụng nhựa lam giả gỗ nè, đây là nhựa lam giả gỗ, đây nhựa PVC giả đá. Cái loại này đa số anh chị chủ đầu tư quận 7 nhà bè này rất là ưa chuộng, vì cái mẫu nhà này nó bắt mắt nè, tính thẩm mỹ tốt và độ bền cũng rất là lâu dài nha mọi người. Có điểm nhấn là một bức tranh. Đây, chắc chắn khu vực đây sẽ mang đến cho mọi người một bữa cơm cũng thật là ngon miệng ạ. Rất là rộng rãi và thoải mái luôn. Nào, bây giờ chúng ta sẽ tiến vào khu vực chủ đạo của phòng bếp, đó chính là không gian của khu vực nấu ăn đây. Khu vực nấu ăn đây đã được trang bị đầy đủ các thiết bị nội thất, đầy đủ các công năng cho quý bạn có thể chế biến ra những món ăn ngon nhất, bổ dưỡng nhất cho gia đình của mình. Đầu tiên là có một cái tủ lạnh side to side đây, rất nhiều ngăn, tha hồ chúng ta để đó. Mở
tủ lạnh thì rất là rộng nha mọi người. Tủ bếp thì đóng cực chặt để cho mọi người có thể tha hồ mà để những cái vật lâu ngày chúng ta sử dụng á, như mấy xây sinh tố đó, ta sử dụng ta lấy hết ta bắt và bỏ lên đó. Đây là cái ngăn tủ đồ khô, rất nhiều ngăn luôn. Ở đây tủ đồ gạo nha mọi người, đến từ thương hiệu Edel nè. Đây cũng rất nhiều ngăn. Đó. Đây là sử dụng một cái máy hút mùi sẵn rồi nè. Đây có một cái bếp luôn. Cái bề mặt đây được sử dụng là kính cường lực với màu xanh, điểm nhấn là những hệ thống đèn led neon nè, giúp cho khu vực đây trong lúc nào cũng sáng sủa cho quý bà có thể dễ dàng nấu ăn hơn nha mọi người. Cái bề mặt đá là sử dụng là đá hoa cương màu đen. Cái đá này chắc chắn là rất bền rồi, ngoài rất bền ra tính thẩm mỹ cao, chúng ta dễ lau chùi. Rồi khu vực đây đó chính là nơi chúng ta rửa chén. Đây tắm lum rất là chắc chắn luôn nha mọi người. Ta rửa chén đây, đây có sẵn nước. Ta rửa chén đây, ta bỏ lên đây. À. Còn đây nè, khu vực đây là nơi chúng ta để những lò vi sóng. À, đây, cái này cái lò này là lò nướng nha mọi người. Lò vi sóng ta để lên đây. À, rất nhiều ngăn. Nói chung khu vực bếp đây được thiết kế rất là sáng sủa, tinh tế nhưng nó cũng rất là sang trọng. Cho quý bà có thể thoải mái đứng nấu ăn rộng rãi luôn nha mọi người. Bây giờ cùng với Giang đi ra khu vực ở sân sau. Khu vực sân sau này là nơi lấy gió ánh sáng. Kết hợp đó ta có một cái toilet cho quý khách có thể tới chơi nhà hoặc là cho những người thân có thể sử dụng được tiện lợi hơn nha. Khu vực đây nếu mà anh chị chốt đầu tư, chúng ta có thể trồng thêm nhiều mảng xanh hơn thì có thể nó sẽ bắt mắt hơn nha. Rất là rộng rãi và thoải mái ở sân sau đây luôn. Vừa rồi Giang đã giới thiệu mọi người xong ở khu vực dưới tầng trệt của căn nhà. Bây giờ cùng với Giang đi lên trên lầu 2 nè. Quên, xin lỗi, đi lên trên lầu 1, lên trên lầu 2 và trên sân thượng nha. Khu vực Giang đang đứng đây đó chính là đường luồn cầu thang ở lầu 1. Bên vách là sử dụng nhựa PVC kết hợp với nhựa lam giá gỗ có đèn led trắng neon nè. Điểm nhấn ở đây đó chính là một bức tranh. Căn nhà này rất nhiều bức tranh đúng không ạ? Do được thiết kế theo nhà phố hiện đại nên anh chị chủ đầu tư cũng đã trang trí trong nhà rất nhiều bức tranh, từ không gian phòng khách nè, phòng bếp ăn lên trên khu vực đường luồn cầu thang đây ạ. Bây giờ cùng với Giang tiến vào phòng master, phòng của gia chủ để xem trong phòng này có những gì nha. Đây, trong phòng đã được trang bị đầy đủ các thiết bị nội thất cho phòng ngủ như nè, giường, nệm. Đây, có táp đầu giường luôn, đèn ngủ. Ở sau vách nè, sử dụng một hệ thống trang trí bằng vải. Đây bằng vải nha mọi người, rất êm. Vách thì sử dụng nhựa PVC. Có điểm nhấn là có bức tranh. Do đặc thù là phòng master nên được ưu ái một cái ban công rất là rộng rãi nha mọi người. Ban công đây nè, nơi chúng ta có thể trồng thêm nhiều cây xanh, hoặc là chúng ta có thể làm nơi để giải trí, đọc sách. Có sẵn bộ bàn ghế, hai ghế à. Có sẵn một cái xích đu đây. Xích đu này làm chim khá hay. Hiện tại anh chị chủ đầu tư đã trồng thêm nhiều cây xanh lan, cây cối, có những cái đèn led, cái đèn bóng đèn led, bóng đèn trang trí. Tối lên đây chúng ta có thể thư giãn đọc sách trước khi buồn ngủ. Nói chung không gian này rất là tuyệt vời, trở về với thiên nhiên đúng không ạ? Nào bây giờ cùng Giang trở lại phòng nha. Đây, trong phòng thì chắc chắn sẽ có một hệ thống là tủ đồ. Đây, tủ đồ rất nhiều ngăn và rất rộng rãi. Trong người tha hồ đây. Và chắc chắn sẽ không thể thiếu cái toilet. Trong tất cả 4 phòng trong căn nhà, phòng nào đều cũng có toilet riêng nha mọi người. Vừa rồi Giang đã giới thiệu mọi người xong ở phòng master, cùng với Giang đi ra phòng phía sau nha. Phòng phía sau đây cũng được trang trí và thiết kế y chang như phòng master. Cũng có giường, nệm nè. Cũng có tủ quần áo. Sau vách là sử dụng nhựa PVC. Kết hợp đó có một cái đầu giường là sử dụng hệ thống đệm vải. Cái này khá là lạ và bắt mắt nha mọi người. Có sẵn cái máy lạnh luôn. Tổng thể khu vực này là tủ màu trắng màu sáng rồi, nên anh chị chủ đầu tư sử dụng bộ giường màu hồng luôn, tô đậm hình nét, điểm nhấn cho khu vực đây nha. Và chắc chắn đối diện với hệ thống giường đó chính là hệ tủ để tivi. Đây có sẵn tivi Samsung. Cái hệ tủ nhỏ đây nha. Thiết kế cũng giống như y như phòng master. Có cửa sổ nhỏ đây nha mọi người. Cũng có sẵn cái toilet luôn, giống như phòng master thôi. Vừa rồi Giang đã giới thiệu mọi người xong ở lầu 1 của căn nhà. Trên lầu 2 cũng được thiết kế y chang như lầu 1 đây. Cũng gồm 2 phòng ngủ nè, 2 phòng vệ sinh riêng biệt. Trong phòng ngủ thì được thiết kế gồm giường, nệm, táp đầu giường, tủ quần áo, có máy lạnh,
có tủ để tivi nên cho phép Giang được lướt qua lầu 2. Bây giờ cùng với Giang đi thẳng lên trên sân thượng nha, để xem sân thượng có rộng rãi như thế nào nhé. Khu vực Giang đang đứng đây đó chính là tầng cao nhất của căn nhà, là sân thượng. Sân thượng thì gồm sân thượng trước, sân thượng sau, chính giữa có phòng thờ. Sân thượng sau đây là nơi chúng ta làm một phòng giặt, có sẵn hệ thống cấp và thoát nước đây ạ. Ổ điện đây. Khu vực đây xung quanh đã sử dụng là hàng rào sắt rất là kiên cố. Ở trên đó, mái ngoài hàng rào sắt đã sử dụng hệ thống kính cường lực, nên chúng ta có thể phơi đồ đây rất là dễ dàng nha mọi người. Ngoài ra khu đây chúng ta có thể trồng thêm nhiều cây xanh, hoặc là trồng những cây ăn trái nhỏ nhỏ trên đây cũng là tạo cho sân vườn đây ạ. Bây giờ chúng ta cũng sẽ cùng với Giang đi. À quên, Giang nói về cái thang. Cái thang đây là để chúng ta lâu lâu lên trên tầng sano thì kiểm tra hệ thống ống động, là hệ thống bồn nước là chúng ta để tắt là tắt trên đó nha. Đây là cái thang nè, chúng ta chỉ cần mở nắp kia chúng ta đi lên trên thôi. Bây giờ cùng Giang đi vô sân thượng trước và phòng thờ. Đây phòng thờ, nơi đây ngoài công dụng để làm phòng thờ thì chúng ta có thể để những vật dụng ít khi sử dụng lên đây, như thùng cách tông hay là những búa, dao, rìu đó, ta cứ để lên đây ạ. Rồi bây giờ cùng Giang đi ra sân thượng trước. Khu vực đây có thể là rộng rãi và thoáng mát của căn nhà. Sân thượng đây á là được trồng thêm nhiều cây xanh, do đặc thù là cái khu vực đây rất là thoáng mát nên chúng ta có thể tổ chức những tiệc nướng BBQ cho gia đình, cho người thân và bạn bè. Không gian đây rất là tuyệt vời. Ở bên hai bên hông là sử dụng hệ thống khung rào sắt nè, ở trên nó cũng đã được lợp mái luôn rồi. Ngoài cái khung sắt thì cũng có cái kính cường lực đây, rất là chắc chắn, che mưa che nắng thì thoải mái nha mọi người. Vừa rồi Giang đã giới thiệu mọi người xong về căn nhà, cho Giang cung cấp mọi người lại thông tin nha. Căn nhà với diện tích là 5 x 16 m, được thiết kế với 1 trệt 2 lầu sân thượng, tổng cộng gồm 4 phòng ngủ, 5 phòng vệ sinh. Giá đang rao bán trên thị trường đó chính là 8 tỷ 900 triệu. Mọi người khi xem video cần Giang cung cấp hoặc là cần Giang tư vấn thêm thông tin, xin liên hệ số điện thoại phía trên cùng tay trái màn hình của Giang đây nha. Khi mọi người xem video á, xin vui lòng cho Giang một like và một lượt đăng ký để Giang có động lực làm những video tiếp theo nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.